4 bích thực hành chụp ảnh bố cục trong ảnh chân dung. Ở đây có cái hình có hai cái đường màu xanh và màu đỏ. Đường màu xanh là cái đường bạn có thể cắt cái khung hình. Đường màu đỏ là cái đường người ta khuyên là không nên cắt. Và gợi ý ở đây là các bạn chụp headshot, có nghĩa là phần đầu hoặc là bán thân, thì nên để theo cái bố cục 1/3 để cái chủ thể nó có cái bố cục hài hòa khi chúng ta chụp ảnh chân dung.